Hello, sư Thủy xin mến chào tất cả các bạn đang trở lại với kênh. Hiện tại Thủy đang có mặt tại cuối nhà thờ Giáo xứ Quân Cao thuộc giáo hạt Bắc Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Giáo xứ Quân Cao đang trang hoàng cũng như là chuẩn bị cho đến giờ mừng Chúa Giáng sinh vào đêm ngày 24 hôm nay. Hiện tại con đang có mặt đây là lúc hơn 5 giờ chiều. Thời tiết thì cũng đang chuyển về tối. Mọi công tác chuẩn bị cho đêm nay, đêm mừng Chúa Giáng sinh tại Giáo xứ Quân Cao. Bây giờ con xin mời tất cả quý cụ ông bà cùng toàn thể mọi người tiến vào khuôn viên của nhà thờ Giáo xứ Quân Cao, cùng mọi người đi tham quan không khí Giáng sinh tại đây và các hang đá như thế nào mọi người nhé. Thì nhân dịp Chúa Giáng sinh cũng như là một năm mới, con xin kính chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới an khang thịnh vượng. Bây giờ con mời mọi người tiến vào thánh đường Giáo xứ Quân Cao. Thánh đường Giáo xứ Quân Cao, một ngôi nhà thờ rất là đẹp luôn. Hiện tại thì bây giờ cũng đang chuyển bị vào lúc chập tối nên là đèn điện vẫn chưa bật hết lên. Vẫn chưa có bật hết lên được nên là chưa đẹp được mọi người. Con thì không biết tối nay có trở về đây chia sẻ cho mọi người được không. Nhưng mà trước khi thì con cũng vào đây con chia sẻ một số hình ảnh ở đây cho mọi người xem. Ở đây khu nhà giáo lý này cũng có hàng đá. Tổng thể con thấy là nhà mục vụ với nhà giáo lý có 3 hang đá luôn. Ôi, chào cậu nhá. Đây hang đá rất là đẹp luôn, là lớn. Hang đá này thì đã được thắp sáng điện LED lên này. Mời mọi người tiến vào tham quan nhé. Hang đá rất là lớn luôn. Được lợp bằng những cái rạ này, mọi người thấy không? Được bện rất là tỉ mỉ. Hang đá này này nằm ở bên khu vực nhà giáo lý và nhà mục vụ của Giáo xứ Quân Cao. Đứng đây thì mọi người thấy tận cảnh khu vực bên hông nhà thờ Giáo xứ Quân Cao này. Nhà thờ rất là đẹp luôn, nó sơn một màu ghi mọi người nhé. Nhất là hai tháp chuông ở hai bên rất là cao. Bên trong nhà thờ hiện tại chưa có giờ kinh giờ lễ gì nên là đóng cửa. Không biết là chương trình lịch của Giáo xứ Quân Cao này như thế nào, còn chưa nắm rõ được. Thì hôm nay là lần đầu tiên trong cái dịp Giáng sinh đây, con trở về đây con quay cho mọi người xem vậy. Đây là hang đá nữa này. Con thấy lễ đài chính cho đêm hoàn ca diễn nguyện thì của Giáo xứ Quân Cao thì nằm ở khu vực bên kia. Con chào cha. Cha chắc đi ra tham quan hang đá. Này tối mới đẹp cha nhỉ. Điện. Còn hôm nay có chương trình hoan ca văn nghệ gì không hả cha? Vâng. Vâng, đơn giản thôi. Chương trình của Đức Cha thì nó bắt tay cái. À vâng, con chuẩn con chào cha. Chúc cha một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng. Chúc anh gian ngập ơn Chúa hải đồng. Vâng, con cảm ơn cha nhiều. Đi đâu cũng được bình an. Vâng ạ. Con thì bảo tối nay thì cũng nhiều địa điểm mà thôi thì tranh thủ cho một chút xuống tham quan giáo xứ trong mùa Giáng sinh này tí. Con ở Bắc Trạch nhưng mà con sinh sống ở trên Thái Bình. Vâng. Bắc Trạch này có khóa cửa không? Không ạ, năm nay con thấy là có mấy cổng thì mở gần hết rồi. Và đều lối đi đều có chỗ sát khuẩn khẩu trang mọi cái. Vâng. Vâng.
Tôi thì cũng chỉ biết cây là thì cũng cho phép thôi, thì ai cũng ấy ở nhà cũng được. vâng. Mình có vẫn tổ chức vẫn lễ đồ, không có bỏ lễ nào, nhưng mà có điều rằng cũng phải nhắc cho bà con ý thức. Vâng. Tại vì giới trẻ thì họ đi một xứ, hai xứ, họ đi rất nhiều xứ. Đúng rồi. Họ đi tham quan, họ đi xong họ lại thấy giáo xứ này xong rồi họ lại đi giáo xứ khác. Vâng, nên là rất là khó kiểm soát. Bác cái thành thì khó hơn, nhưng riêng con cao này thì dễ lắm, Vâng. mỗi cổng xong Vâng, có khi vào vào được ra không vào được. mỗi cái là đi e đấy rồi, Vâng. anh là chỉ có ra những cái thuyền thôi chứ Dạ trong cái vâng. thuyền sông. Vậy đêm nay mấy giờ có lễ cho nhỉ? 7:30 con ca đến 9 giờ thứ 15 rước Chúa Hài Đồng vào trong nhà thờ cho lễ À kinh vâng. dân. 9 giờ thứ 15 là rước Chúa Hài Đồng vào trong nhà thờ xong là dâng thánh lễ. Lễ 10 Dạ. giờ kết thúc thôi, Vâng. tiếng là hơn tiếng rồi. Dạ. Không chắc không kèn trống đỡ lắm. Thường mọi năm thì giáo xứ Cồn Cao cũng rất là mạnh. Năm nay thì Không, năm nay không, vâng. mình không dám tổ chức, Dạ không vâng. hạn chế chứ bờ ấy để cho họ nó bày ra đường cái đấy thì khiếp lắm. Vâng Ừ, cao cao thấy lửa thì bò đến thôi, ạ. có Vâng. gì đâu. Vâng. Thì lại người thấy Nhưng bắt đầu mà con nghĩ là Chúa cũng chưa phù hộ hết cho đấy. Con thấy trong những ngày chuẩn bị này cũng cũng cả tuần nay rồi. Mọi thứ là cứ tưởng chừng là nó cũng không ra sao ấy, nhưng mà con nghĩ đến giờ này là con đi rất nhiều xứ nhưng mà cũng xứ rất nào là cũng nhiều xứ trang trí xứ đẹp. nào cũng trang trí Vâng, mà rất là đẹp. nhưng có lẽ không được như năm ngoái. Vâng. Ừ, điện ấm không có báo nghiện đâu, Dạ điện vâng. thì ít hơn, Vâng. đáng nhà cái điện đường như này, đường này xung quanh bác Dạ thấy báo vâng. rong mới đấy nó nhiều lắm, Vâng. điện đường phải phát lên Vâng. nhưng mà đường nó chậm quá không có điện này. Rồi con kính chúc cha nhá. Con xin phép con Bao đi nhiêu dạo quanh một vòng, bao hồi nhiêu? hôm nào rảnh con Ừ. xuống thăm nhà thờ xong rồi con ghé vào cha chơi nữa. Vâng. Cảm ơn em. Thôi con tranh thủ tí Không ngày 24 con đi đi, nhà đi đấy có phóng xem. sự tí hả? Mỗi xứ có một cái vẻ đẹp khác nhau chứ ạ. Vâng. Dạ. Đây là một cái đài phun nước của giáo xứ Vân Cao này. Bà đã. Vâng, con biết rồi nhưng mà cũng phải trước giờ một tí trong cái không khí này thì con biết là tí nữa là nó đẹp rồi ạ. Tí. Đấy. Đài phun nước đây mọi người này. Nói chung là khuôn viên của giáo xứ Cồn Cao rất là phát triển và được quy hoạch rất là đẹp luôn. Đây là nhà mục vụ của giáo xứ Cồn Cao mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Cha thánh xứ của giáo xứ Cồn Cao cũng rất là hòa đồng vui tính, mọi người rất dễ gần. Đối với thủy cha rất là quý. Thì cầu chúc cha cũng như là cộng đoàn giáo xứ Cồn Cao một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới an khang thịnh vượng. Rất là tuyệt vời. Con nghĩ là chắc chỉ khoảng ít phút ít giờ nữa thôi là những cái ngọn điện ở khuôn viên thánh đường sẽ được bật lên thì sẽ đẹp hơn. Và bên này thì mọi công tác chuẩn bị cũng đang sẵn sàng. Đây là sân khấu chính của đài Đức Mẹ La Vang thì sẽ có chương trình hoan ca văn nghệ. Và đến 9 giờ thiếu 15 là sẽ rước Chúa Giêsu Hài Đồng vào trong nhà thờ để dâng thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Rất là tuyệt vời. Đây là mọi người có thể đi buổi tối thì những cái ông sao, những cái thánh giá của các gia đình sẽ được bật lên thì đẹp mọi người. Rất là đẹp luôn chưa? Thật tuyệt vời hình ảnh giáo xứ Cồn Cao này. Đến đây thì mọi người thấy tháp chuông mình phải đi xa xa thì mới có thể là nhìn thấy hết được cái phù hang đá với lại tháp chuông này. Đó, rất là đẹp luôn.
Ở đây thì không biết là các giáo khu đâu là khu mấy thì Thủy không có nắm bắt được, tại vì Thủy mới về đây quay nên là không có nắm bắt được hết mọi người nhé. Nhưng mà hang đá ở đây rất đẹp luôn mọi người. Rất là đẹp luôn. Đây là đang chuẩn bị kiệu này, rước chơi xu hài đồng. Ông đó, ông đang chuẩn bị kiệu kiệu để đêm nay rước chúa đó. Thế cha bảo là tầm 9 giờ kém 15 là rước Chúa Giêsu vào nhà thờ để thánh lễ. Vâng. Đây là lễ đài chính này, tối văn nghệ văn ca ở đây ạ. Đây là lễ đài chính mọi người nhé. Tối chương trình hoàn ca văn nghệ đây ở đài Đức Mẹ La Vang. Đã có mấy trống được đặt ở đây đây. Và đây có bàn của cha, các thầy cũng như là các ban ngành ngồi. Ở bên đây, giữa là có chữ giáo xứ Quân Cao, đêm hoan ca, Giêsu quà tặng tình yêu, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Bên kia chữ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bên này là ân sủng của Chúa đến với mọi người. Khá là tuyệt vời luôn, không khí Giáng sinh ở đây. Và ở đây là một cái hang đá tiếp theo này. Ở đây thì trên này có dòng chữ là giáo xứ Quân Cao Emmanuel năm 2021. Ông ạ, sắp sửa hoàn thiện rồi. 7 giờ là bắt đầu khai mạc đúng không? 7 giờ. Vâng. Đây là hang đá rất đẹp. Ông ơi, vâng. Đây là hang đá của giáo khu mấy đấy ông? Giáo khu 1. Giáo khu 1. Ở đâu quay đây? Con làm vlog tí vậy ạ. Vâng, kênh Công giáo yêu thương ạ. Không biết là bác đã xem bao giờ chưa? Vâng. Dạ vâng, con quay trước giờ tí để cho bà con đi làm ăn xa quê xem một chút hình ảnh đây. Quê nhà. Cho đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ quê hương. Vâng. Đây là giáo khu 1 mọi người nhé. Rất là đẹp luôn. Đây là xem được toàn hàng cảnh này. Các hàng đá này. Đấy, thấy không? Rất là tuyệt vời không? Thì chân thành cảm ơn tất cả mọi người và xin chúc mọi người một mùa Giáng sinh năm 2021 và một năm mới năm 2022 được mọi sự bằng an, được nhiều ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria.
xin kính chúc một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới an khang thịnh vượng. Bây giờ tối rồi, con xin phép con ra về. Các hộ gia đình đã bật điện lên, đó mọi người, rực sáng luôn rồi. Giáo xứ Cuôn Cao, hiện tại là gần 6 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2021. Ở các dọc các tuyến đường cũng rất là nhiều hang đá luôn mọi người nhé. Thủy xin chân thành cảm ơn mọi người nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Nếu video này hay thì mọi người cho Thủy xin một đăng ký và một like nhé. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.